Lại với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé các bạn. Như
Như vậy video của mình kết thúc đây các bạn. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục những câu mỏi này không? Lộn lô mày cái đồng 1 triệu y kìa. Ừ. Ô không chơi à, chơi phai có lộ chơi những anh kiên định mình bảo đấy, anh kiên định bảo không mình chơi điện thoại mình là ngon.
Mình lên mình đi tô màu xong nha các bạn nha.